Em chào cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà cách mài một con dao cũ mình đã qua sử dụng và bây giờ mình muốn sử dụng lại con dao đó. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu qua về cái máy để mài con dao. Đây như cái máy của nhà em là máy motor ký rưỡi, nhưng khi cả nhà mà dùng ít thì chỉ cần con 750 thì chúng ta có thể tận dụng cái motor hút nước ở giếng khoan cũng được ạ. Chỉ cần máy 750 là được. Và khi lấy máy chúng ta nên đến quán tiện người ta mình tiện một cái trục đấy như thế này ạ. Mình tiện trục này để về mình lắp vào máy để mình lắp đá motor vào để quay. Và khi mua đá thì các bạn nên mua đá, chỉ mua đá trung bình thôi nhá, không mua đá mềm và cũng không mua đá cứng. Đây bây giờ em sẽ hướng dẫn các bạn cả nhà cách lắp đá. Mình lắp đá vào xong mình lắp bát vào, mình xong khi lắp vào mình phải gõ thật chặt để cho đá nó quay, nó không tránh bị văng vỡ ạ. Sau khi lắp đá chặt rồi bây giờ mình sẽ đặt dao, bật máy và đặt dao vào để mài. Đầu tiên khi mài thì con dao nếu mà bị võng lưỡi thì các bạn nên cứa qua ở ngoài cà sườn đá để cho nó tạo cho con cái lưỡi nó thẳng hơn ạ. Sau khi thẳng rồi thì mình sẽ bật máy mình mài. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn các tư thế ngồi mài và cách đặt dao để mài. Tư thế ngồi là mình phải ngồi cách máy ra một ít, mình ngồi không xa quá mà cũng không gần quá, tạo dáng tư thế thoải mái để mình ngồi mài. Đầu tiên nếu con dao bị võng lưỡi thì các bạn sẽ cứa ở sườn ở đấy, cứa ở mà vậy sườn đá như vậy để cho tạo độ phẳng của lưỡi. Sau khi phẳng lưỡi rồi thì mình đặt lên đá. Đầu tiên mình đặt từ gót dao đưa thẳng một đường vòng theo lưỡi của con dao đến mũi dao và mình cứ thế đưa đi đưa lại, đưa lại mà mình lần lượt từ dưới lên trên. Mài xong bên mặt này mình sẽ lật mặt bên kia, lật mặt bên kia để mình mài, mà cũng mình cũng mài từ gót lên mũi xong lại lần lượt từ trong ra ngoài. Nếu các bạn dùng chưa quen thì các bạn sẽ chừa bỏ khoảng 2-3 ly ở chân lưỡi, các bạn sẽ để ra ngoài mép đá sườn đá như vậy các bạn, liếc như mình từ hướng dẫn đây nhá, thế là tạo độ phẳng cho lưỡi dao đấy bạn, là để đều cả hai bên nhé. Các bạn khi mài nhớ mài đều cả hai bên chứ không mài nhiều một bên. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cách mài dao cho các bạn xem. Khi mài thì các bạn đặt dao vào máy và đặt gót dao vào máy, sau đó mình mài lần lượt từ gót đưa lên lưỡi, lần lượt từ lưỡi đưa từ từ vào trong. Mình mài lần lượt từ trong ra ngoài và mài đều cả hai bên nhé. Mài các bạn nhớ mài theo lần lượt thì nó dao nó sẽ không bị chỗ dày chỗ mỏng. Và khi mài thì mình hạn chế để bị cháy mũi ra lưỡi dao. Nếu để cháy lưỡi dao là dao sẽ hay bị non hết nước tôi ạ. Và khi mình mài dao chặt thì mình sẽ mài dày lưỡi hơn dao mỏng. Vì khi dao chặt mình mà mài mỏng lưỡi quá khi chặt là sẽ hay bị mẻ. Các bạn mài nếu thấy chỗ nào khi mài mà kiểm tra lưỡi nếu thấy chỗ nào còn dày hơn thì mình phải mài chỗ đó kỹ hơn một tí. Các bạn xem video thì cho mình xin một like và nhấn chuông giúp mình ạ. Còn các bạn muốn mua hàng đặt hàng thì để lại số điện thoại hoặc bình luận bên dưới cho mình. Mình sẽ trực tiếp tự gọi lại tư vấn cho các bạn ạ. Các bạn có ý kiến gì thì xin để lại bình luận bên dưới, mình xin tiếp thu tất cả ý kiến của các bạn. Nếu các bạn kiểm tra lưỡi dao có chỗ bị cong vênh thì các bạn sẽ để ra sườn đá làm như mình vậy để cho lưỡi dao nó phẳng, giảm được độ cong của lưỡi dao. Các bạn nhớ là mài đều cả hai bên và mài lần lượt theo từng lớp của nó ạ. Và đây là con dao của mình đã mài xong đấy, các bạn để ý giúp mình này là mài đều cả hai bên đấy, các bạn nhìn đây nhá. Và khi mài dao chặt thì các bạn sẽ mài dày lưỡi hơn dao mỏng. Đây dao đây là mình đang mài con dao chặt đây,
Và khi mà tới lưỡi thì mình cho các bạn xem này. Tới lưỡi là các bạn nhìn chân lưỡi đây nhá. Đấy ạ, như vậy thì mới là tới lưỡi. Xong khi mài xong đã quay thì ta sẽ chuyển sang công đoạn là ra mài, ra rác. Mài này là mài tay. Mài tay này thì các bạn ra những quán bán đá mài, bán dao, các bạn mua giúp mình một viên đá. Các bạn dùng ít thì có thể dùng viên đá nhỏ, ở đấy người ta bán tầm 20.000 một viên. Mình mài nhiều thì mình phải dùng đá to như vậy. Khi mài các bạn nhớ mài đều cả hai bên, lật đi lật lại để cho hết cái ba viên. Các bạn đưa lần lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, là các bạn kéo hết một lượt. Chứ đừng mài đoạn, bỏ đoạn để dao nó sẽ chỗ sắc chỗ không. Khi mài xong thì các bạn sờ thử vào chân lưỡi, nếu thấy hết ba viên là được ạ. Mài xong đã ráp thì ta sẽ mài sang đá màu. Viên đá màu này thì các bạn mà ra quán đoán đá thì người ta bán tầm 15.000 một viên, mua viên nhỏ thôi ạ. Cần này mình của mình là viên to. Các bạn liếc đều từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, kéo ra dọc viên đá. Các bạn liếc đều cả hai bên nhé. Sau khi mài xong mình kiểm tra chân lưỡi. Mình sờ vào để thấy bắt tay là được. Và đây là con dao đã qua sử dụng, mình mài lại. Và con dao có thể sử dụng lại như bình thường. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu có ý kiến gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới góp ý để cho chúng mình có những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn ạ. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.